sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa tại vòng loại của AFC Champions League, nên ngày hôm nay nhiều trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội chỉ có tên trong danh sách dự bị. Và như vậy là hiệp 1 của trận tranh sức quốc gia năm 2018. Pape Omafaye, cơ hội sẵn sàng, cơ hội và bàn thắng đã tới. Một pha phối hợp rất đẹp mắt của cầu thủ chủ nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại đường chuyền rất khó chịu của Pape Omafaye. Pape Omafaye và thủ môn Bùi Tiến Dũng là những cầu thủ mùa giải năm ngoái đầu quân cho câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, nhưng ở mùa giải năm nay đã trở thành người của câu lạc bộ Hà Nội. Và việc câu lạc bộ Hà Nội cú phá bóng lên của Thái Quý, Samson, tốc độ và sức dướn rất tốt của hàng phụ Samson. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội chủ nhà, Samson, Pape Omafaye cương được. Đó là một tình huống cứu thua xuất sắc của Sumeiko. Chúng ta hãy cùng xem lại. Số 4 vừa dùng, Hồ Tấn Tài dùng. Đinh Hoàng Max, nguy hiểm. Chút nữa tỷ số là 1-1 dành cho các thủ BKMX Bình Dương. Đó là cơ hội dành cho tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Đánh đầu cũng là sở trường của tiền đạo mang áo số 11 này. Và vừa rồi thì may mắn đã thuộc về đội chủ nhà. Thủ môn Nguyễn Văn Công đã đứng chôn chân, nhưng rất may cho câu lạc bộ Hà Nội. Tấn Tài, cơ hội anh Đức, điểm không vào. Pha xử lý rất tốt và tự tin của anh Đức. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất tốt của anh Đức. Trương Văn Thái Quý, khoảng trống rất lớn dành cho Pape Omafaye, căng ngang không được. Pha dứt điểm có thể nói là rất điều nghệ của Hoàng Vũ Samson, nhưng bóng đi chạy khung thành. Một cú xoay người và dứt điểm bằng gót rất nhanh của Hoàng Vũ Samson. Không thành công thì Ngân Văn Đại đã kịp thời, rất nguy hiểm. Tốc độ và sự khéo léo của Hoàng Vũ Samson đang đe dọa khung thành của thủ môn Bùi Tuấn Trương. Cơ hội, một tình huống solo của Hoàng Vũ Samson. Cầu thủ này đang thực sự thi đấu đầy ngẫu hứng sau khi có được bàn mở tỷ số vào phút thứ 9, lại khiến cho khung thành của thủ môn Bùi Tuấn Trương bị đặt trong tình trạng báo động. Nguyễn Anh Tài, nguy hiểm, không bắt vào lề ngay. Rất bình tĩnh, dứt điểm. Không vào, vẫn không vào. Không thể tin nổi. Vừa rồi thì may mắn đã thuộc về phía cầu thủ Hà Nội. Và đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1, đập vào cột dọc khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Công. Rất may cho cầu thủ Hà Nội trong tình huống này. Và ngay cả ở cú sút bồi sau đó, Sijap cũng đã không thể đưa bóng vào trong khung thành của đội chủ nhà. Chúng ta vừa được xem lại một lần nữa pha xử lý, nhưng cuối cùng thì Wander Luiz đã để cho cầu thủ Hà Nội lấy được bóng. Văn Quyết, Oma, Ngân Văn Đại, cơ hội. Lại là Hoàng Vũ Samson. Ngay sau khi vào sân thì đội trưởng Văn Quyết đã để lại dấu ấn trong một tình huống phối hợp cùng với các đồng đội, Ngân Văn Đại và cuối cùng là Hoàng Vũ Samson. Quá đơn giản. Bây giờ thì rất khó để cho cầu thủ BKMX Bình Dương có thể nghĩ tới việc lội ngược dòng hoặc đưa trận đấu vào là sút luân lưu 11m, mặc dù thời gian còn lại là khá nhiều. Đỗ Hùng Dũng, đường truyền dành cho Hoàng Vũ Samson, cơ hội để làm hat-trick, không được. Một cơ hội rất tốt
điểm của Hoàng Vũ Sam Sơn hay băng ra để phá bóng. Một cơ hội thực sự tốt để cho Hoàng Vũ Sam Sơn có được cú hat-trick trong trận đấu này. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng thì lại rất thiếu chính xác. Rất nguy hiểm. Đó là một pha cứu thua rất xuất sắc của thủ môn Nguyễn Văn Công. Luis dứt điểm. Đó có thể được coi là tình huống cuối cùng của trận đấu, và đúng như vậy, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Ngô Duy Lân đã vang lên. Kết quả chung cuộc trên sân nhà hàng đấy, Hoàng Vũ Sam Sơn chính là ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi anh ghi cả hai bàn thắng giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vượt qua câu lạc bộ Big Mix Bình Dương trong trận tranh siêu cúp quốc gia năm 2018. Sẽ có thêm động lực và sự thoải mái trong chuyến hành quân tới Trung Quốc làm khách của câu lạc bộ Sơn Đồng Lô Đăng.